you're a rebel, getting into trouble. You are kinda like a fire, like a fire, like a fire. Unpredictable, so original. You are never backing down, backing down, backing down. That's what I like about you. So dangerous, I get this rush when I'm with you. Dạ vâng, xin chào các bác và anh em. Hôm qua thì anh em cho em đã lên một cái video và gửi đến anh Tịnh ở Bình Định một bộ dàn loa karaoke rất là khủng với hai đôi loa bass 40, đấy là dòng loa Pioneer CS9. Thì ngày hôm nay anh em cho em lại tiếp tục nhận được một yêu cầu của anh khách, và anh đã rất là thích cái dòng loa cây ở bên em. Và cái dòng loa cây mà anh rất thích đấy là dòng DX5 cũng như DX2. Hiện tại thì anh đang muốn sở hữu hai cái đôi này ở trong cái không gian nhà anh để anh có thể nghe nhạc cũng như là xem phim cũng như là hát karaoke ở trong cái hệ thống âm thanh gia đình của nhà mình. Và với hai cái đôi này, hiện tại đây em đang ghép cho anh đó là một cục đẩy 4 kênh 4850L, cái model thương hiệu Quốc, cho ra cái công suất rất là mạnh mẽ để đáp ứng được hai cái đôi loa có công suất cũng mạnh mẽ không kém, đây là 350W cho đến 1500W một bên. Thì với cục đẩy này nó có thể tải được hai đôi loa dòng Quốc DX2 cũng là DX5 rất là cao cấp ở bên em. Tiếp đến là một chiếc vang, đây là vang KM360, một chiếc vang số chỉnh cơ cho ra cái chất âm hỗ trợ tối đa trong việc chúng ta hát karaoke với 6 chế độ có thể chỉnh trực tiếp ở trên điều khiển nha. Và không thể thiếu đây là một chiếc nâng tiếng CBE800 Ultra, một chiếc nâng tiếng mà nó làm tăng cái giải bass trung chép của cái chất âm lên, nó nghe rất là sướng, nghe rất là sáng. Đặc biệt đó là cái chất âm nó đẩy ra nghe rất là tươi, nghe rất là sống động. Và một chiếc loa súp M1500 phiên bản màu gỗ để anh có thể chơi những cái bản nhạc mạnh bạo hơn, cũng như là đôi khi chúng ta đem ra ngoài trời đánh ở trên cái dòng này thì nó sẽ rất là ok, rất là hay. Và nhân vật chính đó là hai đôi, một đôi loa DX2 và một đôi DX5. Về dòng DX2 thì nó thiên hướng thiết kế theo kiểu đó là nam tính mạnh mẽ, góc cạnh có tông màu trầm hơn, nhìn thể hiện rõ cái sự nam tính cũng như mạnh mẽ ở trên này. Thiết kế thì rất là góc cạnh vuông vắn, nó làm rất là tỉ mỉ, chất liệu thì cũng là rất là cao cấp. Và với cái dòng này, đây là cái dòng mà đã được xuất đi châu Âu rất là nhiều, và với cái tiêu chuẩn đó là châu Âu thì các anh em cũng có thể hiểu được đây là một đôi loa mà cho ra cái châm nghe rất là tuyệt vời. Chúng ta nghe nhạc, xem phim, hát karaoke ở trên cái dòng này rất là ok, và bên em đã có giới thiệu rất là nhiều rồi, nên là các anh em nào quan tâm thì có thể vào xem lại, hoặc là cần anh em tư vấn gì thì có thể để lại số điện thoại thì bên em sẽ hỗ trợ tư vấn cho các anh em. Và bây giờ em sẽ mời các anh em đi thưởng thức ngay cái chất âm đến từ cái bộ dàn loa karaoke này nhá. Và nếu mà các anh em có yêu thích thì có thể để lại cho em xin một like, hoặc là các anh em mà đang có nhu cầu mua cho gia đình nhà mình cái bộ dàn loa karaoke này thì cũng có thể liên hệ trực tiếp về bên em qua số hotline trên màn hình, và để lại số điện thoại thì bên em sẽ hỗ trợ tư vấn cho các bạn và anh em nhé. We'll be right back.
đón hai họ đón mừng cô dâu.